Chào mọi người đến với kênh của Mộc Không Béo nha. Hôm nay Mộc ăn cháo giò heo nè mọi người. Mộc có mua thêm quẩy nữa mọi người ơi. Hôm nay Mộc uống Hojicha Fresh Milk quán Mộc nè mọi người. Hojicha Fresh Milk này là một loại trà rang đậm vị hơn matcha. Trà này cũng của Nhật luôn mọi người, uống rất là dễ ngủ và đẹp da mọi người. Giảm cân được luôn á mọi người. Mọi người ăn cháo giò heo với Mộc nha. Mộc có nêm chanh ớt vô đây luôn rồi mọi người. Tự nhiên hôm nay làm cháo quá trời luôn mọi người. Ngon. Yeah, mọi người. Ngon quá. Cháu không gì cũng ngon hơn thịt luôn mọi người. Quyết. Đã. Có xương ống nữa mọi người. Tủy đã lắm. Đã. Ngon quá. Quẩy đó mọi người. Nhưng mà ông quẩy á, không nhúng sơ sơ à, mà không thích nhúng mềm. Nhúng qua một cái rồi em ăn thôi. Giờ heo cắt nhỏ ra mọi người. Lấy cục tủy một ăn nha.
xương ống chứ. Wow. Ôi mọi người, đã mọi người. Chút khắc. Đã. Đã mừng. Giờ heo rồi mọi người. Ngon quá. Xuất sắc mọi người. Ngon quá. Thịt heo thơm mọi người. Đủ hổ quá trời. Dầu gân mà có dầu nạc dầu gân. Quá trời là ngon.
Đúng rồi. Ngon. Ngon. Cái quẩy này nè, ăn với cháo rất là dễ no, nhưng mà ăn vài miếng thôi. Còn mọi người biết sao bạn mua nhiều không? Một chút nữa gấu mập ăn một cặp, còn một cặp á với lại con mấy này nè mập để chấm sữa đặc các mọi người. Còn cái quẩy này chấm sữa đặc là ngon xuất sắc luôn mọi người. Bữa nào á mọi người mua về mọi người thử chấm quẩy sữa đặc ăn thử đi, ngon lắm luôn mọi người. Hoyacha rice meal của quán mập rồi mọi người ơi. Dễ ngủ nè, đẹp da nè, giảm cân nè, uống cái này rất là tốt đúng mọi người. Cái này không có nhiều đường nha mọi người, chỉ có hoyacha này với lại sữa tươi không đường thôi mọi người, uống rất là tốt luôn. Bữa ăn của mập xong rồi nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video ủng hộ mập nha. Mọi người đi Vũng Tàu chơi thì ghé quán mập chơi nha. Letto nè mọi người, 240A Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu nha. Mập có để địa chỉ ở đây nè. Ghé quán mập chơi, uống cà phê, uống trà sữa, bánh đồ nha mọi người. Có máy lạnh, quán nhỏ nhỏ bé bé mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nè. Mọi người thương thì cho mập xin một like, một share và nhấn chuông thông báo nha mọi người. Có up clip mới lên á thì sẽ thông báo cho mọi người biết, mọi người vô xem và ăn cùng với mập nha. Nhớ đăng ký kênh của mập nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nè. Hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye mọi người. Yêu mọi người nhiều nè.